dành ra 4 tiếng vượt 82 kiếp nạn tắc đường kèm mưa để anh em được soi giày của Hồ Chí Minh City Wing. Tôi thì chỉ được cái mệt thôi. Chơi. Trời ơi, Jeremy Smith đang đi đôi giày mà tôi ao ước đúng màu luôn. Harden vôn 7 ping, phóng siêu phẩm về tay mà vẫn to tiền quá, không có tiền mua. Anh em biết đôi gì không? Kyrie 3 và đang sử dụng chính là MVP của trận đấu, Amy Williams. Trời, Kyrie Low 4 One War One Pupil. Lê Trần đang huỳnh chắc đá bóng cũng múa các kiểu luôn. Bùi Anh Khoa đang mang là đôi vest gì anh em nhỉ? Không tìm hiểu về dòng này lắm nên không biết. Anh em giúp tôi với. Một phối màu PG6 cực đẹp đang được sử dụng bởi Phạm Hiền Tài và anh em biết phối màu gì không ạ? Pentasuit nha. Đêm 8 xám được sử dụng bởi Tân Hải Đăng. Đêm 8 đợt này rất giá ghê. Muốn lấy về mà rén quá. Coach hôm nay toàn Kobe chất thật. Kobe 5 màu này theo mình tìm hiểu là màu của bản PE X mấy lần độ hiếm luôn. Kobe 5 Procho Hall of Frame một lần nữa xuất hiện tại VBA năm nay và được sử dụng bởi Nguyễn Thanh Tùng. Ủa, sếp đi đấu VBA à ta? Đố anh em biết Trương Thái Nam đi đôi gì? Dễ lắm. Tôi cũng không biết, soi mãi mà không biết đôi gì. Anh em nào biết thì comment hộ với. Puma MB02 lại được lựa chọn tại VBA và tuyển thủ sử dụng chính là Trần Văn Trung. MB02 cũng được 3-4 tuyển thủ lựa chọn rồi đấy nhỉ. Và cuối cùng chính là Curry 10 được lựa chọn bởi Nguyễn Thành Phát. Đôi giày kiểu đội nào cũng sẽ có một người đi.